Bình An thay đổi sau nửa năm kết hôn. Á hậu Thảo Nhi Lê bác tin hẹn hò DJ người Singapore. Tiến Đạt vui vì được khen trẻ lâu. Trong một sự kiện hôm 25 tháng 5, khi được phóng viên hỏi anh có nhàm chán khi suốt ngày dính với vợ, diễn viên Bình An lắc đầu. Nam diễn viên cho biết câu hỏi này nên dành cho những người đàn ông kết hôn đã 30-40 năm, còn với anh thì hoàn toàn mới nên mọi thứ toàn màu hồng. Kể cả có 30-40 năm nữa thì vẫn là màu hồng. Đây là tôi nói thật lòng chứ không hề nịnh vợ vì tính tôi vốn như vậy. Bình An cho biết kể từ sau khi kết hôn, anh trưởng thành hơn rất nhiều. Thay đổi lớn nhất là anh không tự do như trước mà phải tính toán thời gian, công việc để phù hợp với người đã có gia đình. Bình An tiết lộ giờ đi đâu làm gì, anh cũng chỉ muốn làm thật nhanh để về nhà vì có vợ và ba bé mèo đang đợi. Bình An kết hôn cùng Phương Nga từ tháng 10 năm ngoái. Hôn lễ của họ diễn ra trong không khí ấm cúng và hạnh phúc. Sau khi kết hôn, hai người tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Họ đưa nhau đi khắp nơi và khiến người hâm mộ suýt xoa vì những hành động tình cảm ngọt ngào. Á hậu Thảo Nhi Lê khẳng định cô và DJ Wukong chỉ là bạn. Cô nói với ngôi sao vào tối ngày 25 tháng 5, đầu năm nay tôi cùng nhóm bạn du lịch Bangkok, Thái Lan. Một người trong nhóm là bạn của Wukong và rủ chúng tôi đi xem anh ấy biểu diễn. Sau sự kiện chúng tôi biết nhau vì chơi chung nhóm. Hồi tháng 3 tôi và Wukong cùng được một thương hiệu chọn làm đại sứ nên nói chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Trước đó Thảo Nhi Lê và Wukong bị đồn hẹn hò vì khán giả phát hiện họ thường xuyên check-in cùng địa điểm, nhiều lần chụp ảnh chung. Tại một sự kiện họ được cho là có cử chỉ thân thiết. Đời sống tình cảm của Thảo Nhi Lê gần đây được quan tâm. Ngoài tin đồn hẹn hò với DJ Wukong, cô bị đồn đã chia tay doanh nhân Nguyễn Bảo Long vì cả hai không xuất hiện chung, ít tương tác với nhau trên mạng xã hội thời gian qua. Tuy nhiên, người đẹp nói sẽ chia sẻ về tin đồn này vào một thời điểm thích hợp. Ngày 25 tháng 5, tin đồn Hà Phương ly hôn ông xã Chính Chu lan truyền trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ bài viết của tờ Daily Mail nước Anh đăng tải hồi tháng 8 năm 2019 về vụ tranh chấp pháp lý giữa tỷ phú Chính Chu với người mẫu Simona Andrejic, ký giả Bridie Persson-John mô tả về lý lịch của Chính Chu. Vợ cũ của anh Hà Phương là một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Cô gây chú ý với bài hát Hoa cau vườn trầu từng được phát trong giờ nghỉ giải lao tại World Cup 1994. Họ có với nhau hai con gái. Theo tác giả, sau khi ly hôn, Chính Chu được cho là đang hẹn hò với một người mẫu Nga. Chiều ngày 25 tháng 5, đại diện của Hà Phương phủ nhận tin đồn cô ly hôn. Đây là tin đồn câu view thất thiệt. Gia đình chị Phương vẫn hạnh phúc. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 5 năm 2020, Hà Phương nói cô và chồng sát cánh trong việc dạy dỗ hai con, nhất là nỗ lực giúp các con hiểu được văn hóa Việt. Vợ chồng cô dạy các con cách chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua cô gác lại nhiều hoạt động đóng phim, ca hát vì hai con đang độ tuổi ăn học. Bí quyết vun đắp hôn nhân của nữ ca sĩ là biết giới hạn bản thân, làm mọi thứ chừng mực để không ảnh hưởng đến danh tiếng của chồng. Mới đây, Lệ Quyên cho ra mắt bản remake của 5 ca khúc từng làm nên tên tuổi, gồm Đắng Cay, Nếu Như Ngày Đó, Vì Em Còn Thương, Nếu Em Được Chọn Lựa và Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Nữ ca sĩ cho biết đây là thời điểm thích hợp để đưa giọng hát của mình đến những sân khấu khác ngoài không gian âm nhạc trữ tình. Khi thử sức với dòng nhạc remake, Lệ Quyên cũng tin rằng các sản phẩm này vẫn có thể chinh phục khán giả. Cô nói dự án remake lần này dù mang phong cách sôi động, thịnh hành nhưng người nghe vẫn cảm nhận được chất riêng trong đó. Không chỉ thăng hoa trong âm nhạc, Lệ Quyên còn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi sắc vóc ngày càng cuốn hút và có tình yêu đẹp với người mẫu Lâm Bảo Châu. Trải lòng về điều này, nữ ca sĩ cho biết, tôi cảm thấy may mắn khi luôn được yêu thương, che chở bởi những tình yêu đã đi qua và tôi cũng trân trọng mối tình hiện tại. Vậy nên tôi luôn dành sự nghiêm túc, chỉ chu trong từng khoảnh khắc bên cạnh người mà mình lựa chọn. Tôi mong mình sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ và tất cả những phụ nữ khác cũng như vậy. Rapper Tiến Đạt nói được khán giả khen trẻ hơn nhiều so với tuổi 42 nhờ chăm tập thể thao, ăn uống kỹ lưỡng. Hồi giữa tháng 4, Tiến Đạt gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh với ngoại hình thay đổi từ vóc dáng đến phong cách thời trang. Rapper không còn để râu, thay đổi kiểu tóc, diện áo sơ mi, quần kaki, mang giày thể thao, trông năng động và lịch lãm. Khi hình ảnh của anh đăng trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét rapper cải lão hoàn đồng. Trước lời khen của khán giả, Tiến Đạt nói bản thân trông trẻ hơn từ khi chuyển sang kinh doanh, chú ý chăm chút vẻ ngoài. Mới đây, Hoàng Dũng phát hành trọn bộ Yên Concert trên nền tảng YouTube. Trước đó vào năm 2022, Yên Concert hút hơn 10.000 khán giả tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm nhạc, Hoàng Dũng trình diễn gần 30 ca khúc Yêu Đuối, Đôi Lời, Nàng Thơ với nhiều nghệ sĩ khách mời như Thu Phương, Ưng Đại Vệ, G Ducky, Orin. Bên cạnh full show Yên Concert, Hoàng Dũng cũng cho ra mắt bản live Nửa Thập Kỷ. Anh cho biết bài hát không nói về tình yêu mà là những cảm xúc và trăn trở của chính anh trong quá trình làm nghề. Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình ngày 26 tháng 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.